Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho. Thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, thầy xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim, mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không, nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, đó thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi coi động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang thức, mang cái gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa hả, thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói ủa sao mà đèn kỳ cục vậy. Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ Pháp Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe, chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa nọ có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chiêm bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chiêm bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi trên sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chiêm bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con đừng có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một giấc chiêm bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật, cầu sanh tịnh độ. Pháp Hòa có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà
nhà sắp sửa có chuyện gì lẩm báo trước hết. Thậm chí con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn vì xin job hoài không được, nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas, ông về ông báo liền không có được đi nghe không, ở đây đi làm lương 80.000 dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi? Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ về ông báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mua đó 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 nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, nghe ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn vẩn. Cuối cùng Pháp Hòa qua, Pháp Hòa qua, Pháp Hòa làm kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật thì mình kêu là khai thị đó. Cuối cùng là quý vị biết là hết thảy. Cho nên thần thức của người mất họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẩn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẩn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó, phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ một tháng về đem cho mình 5.000, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5.000, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẩn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói á, nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha, không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam.
Và hơn nữa có nữ á, tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu á, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam á, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày, mình giao tiếp với nhau đó, mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì, ta nói xong là ta xong rồi đó. Không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để từng câu từng chữ từng cái gút mắt. Mà nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó, rồi tự mình ôm mắt mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, mà chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Cho nên trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái chuyện này. Ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi. Một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại vì quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ mình tu. Thì người ta thường nói là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ ích kỷ nhỏ nhoi kiểu thế gian, mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mà giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái, một cung một chữ nghi mà hai cái đạo lý, cái cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu. Ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu. Anh chỉ muốn thách đố,
sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói: được, con cứ ngồi đây, mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót? Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiêu nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Cho nên cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ ai hơn. Không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đâu hết. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm. Vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi, sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không khó. Không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả trăm ngàn cũng có, cả trăm ngàn người, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó. Thí dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ, đệ tử cho địa chỉ, mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. Mà giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học, điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa này, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy. Thành thử không có ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch đem, cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này,
rất nhiều những cái đang nằm ở trong cái khắc này. Bây giờ người ta mới, trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây là cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly dục dĩa hết à, có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam chạy ra, trời ơi chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á, bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp mấy cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái phong này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy, bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. 3 ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường, mà tại sao 3 ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, 3 ngày sau đem ra cơm rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng á, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà, mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng, chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok rồi đó. Đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết, mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình.
Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo coi ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó, mà đang ngồi bình thường vậy không sao, mà thấy người khác ăn bắt thèm. Đó, tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện, mình cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói. Mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày, tại lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng, nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán đó, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời. Mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói Pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là kêu 11 giờ cha đói bụng ha, khen hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha, vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, ví dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít có muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm. Nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không. Do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người, mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. Quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó, là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có, là mình biết là nước đó, đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng.
Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại đức, tại quý vị muốn ồ đức trong lúc đó Đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao, thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi ngã. Mô Phật, kính thưa thầy, trong kinh Vu Lan có câu: lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Vậy sao trong kinh Thọ Bát Quan Trai thì có điều thứ bảy cấm nằm giường cao tốt đẹp? Quý vị hiểu câu hỏi ha. Thì trong kinh Vu Lan á, cái đoạn là ngài Mục Liên muốn cứu mẹ thì phải nhân cái mùa an cư kiết hạ xong của chư tăng thì sắm đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm đệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Tức là nói mình sắm sửa như vậy. Thì cái vị Phật tử này nói trong kinh thì dặn là sắm giường nằm nệm lót, mà tại sao Bát Quan Trai giới thì có cái giới là không được nằm giường cao rộng lớn? Thưa hai cái này nó khác. Mình cúng giường cho chư tăng á, nó có bốn thứ cúng. Cái này gọi là tứ sự cúng giường. Một là chỗ ở, hai là áo quần, ba là thức ăn, bốn là thuốc men. Đó gọi là tứ sự cúng dường. Bốn thứ mình có thể cúng dường cho một người xuất gia, đó là chỗ ở, áo quần, thực phẩm, thuốc men. Vậy thì ở trong cái bài kinh đó, nguyên văn chữ Hán là sàng phu ngọa cụ. Sàng phu tức là chỗ giường, cái chỗ nghỉ ngơi. Cụ là cái vật dụng. Cụ thì nó có hai loại, một là nằm thì gọi là ngọa cụ, còn cái miếng để mình ngồi thì gọi là tọa cụ. Cái đó là mình cúng giường cái phương tiện. Còn nói vấn đề ngủ, không ai cấm mình ngủ trên giường. Nhưng mà cái ngày Bát Quan Trai giới đó là cái ngày mình tập tu của một người xuất gia. Vì vậy cho nên thường thường ở nhà của mình là giường bự lắm. Một mình ngủ có một chút mà, nhưng mà cũng có cái khuynh hướng là mua cái giường bự nằm cho nó thoải mái. Nhưng mà người tu ở trong chùa là nằm cái đơn thôi, cũng đóng thành cái giường vậy đó, cao cái khoảng cao cỡ cái giường, nhưng mà vừa đủ một người nằm, cho nên gọi là đơn. Đơn là gì? Là đơn chính độc, là chiếc lẻ đó, đóng cái giường đó vừa đủ nằm. Rồi dỡ cái tấm dán lên thì để mền gối những vật dụng của mình ở dưới, xong đậy lại là thành cái giường. Vừa là cái tủ, vừa là cái giường, cái đó gọi là cái đơn. Cho nên người xuất gia, cho dù mình có đi đến đâu, người ta có cho mình nằm cái giường to, nằm cũng mé, chứ không phải là mình lăn hết cái giường. Ví dụ vậy, vì mình phải tập cái đời sống như vậy. Ở đây á, khi mà cúng giường chư tăng thì trong chữ thì ta dùng vậy đó. Sàng phu có nghĩa là cái giường, cái chỗ ngủ. Ngọa cụ là thí dụ mền hay là cái gì đó để đủ cho các vị giữ ấm trong khi tu tập. Nhưng mà quý vị biết là cái bản kinh đó đó là nguyên văn bằng tiếng Hán, thì chúng ta dịch ra tiếng Việt bằng một cái thể thơ gọi là thơ Song Thất Lục Bát. Và hòa thượng dịch cái bản kinh này là Hòa Thượng Huệ Đăng. Ngài đã chuyển đạt cái thể, cái bản kinh chữ Hán này qua một thể văn thơ để cho chúng ta tụng cho dễ nhớ. Cho nên mới có cái vần âm như vậy đó. Thấy không?
thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sập bao màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bãi đời sẽ đặng siêu thăng. Chỉ thí dụ vậy, tức là cái thể thơ ta tụng. Cho nên mình nghe chữ là giường nằm, mình nghĩ là cái giường nó cao rộng gì đó, nhưng thật sự đó là một cái chỗ để nghỉ ngơi, hay là những cái chăn, những cái mền. Nói chung là tứ vật dụng, chứ không có gì gọi là mâu thuẫn. Dạ. Câu hỏi kế: về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị hòa thượng nói rằng phải có đủ công đức lớn mới dám lắng nghe những phiền não của thế gian. Chúng ta là những người bản thân đầy phiền não này, còn nghe những phiền não nghiệp của ta dồn với nghiệp của người, thì còn ai dám gần mình. Một người bạn muốn tâm sự, nếu vì sợ phiền não mà không dám lắng nghe thì có mâu thuẫn với lời dạy về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Xin Thầy chỉ dạy. Thì cái câu hỏi là, nếu mình nói rằng mình đã nghiệp dày rồi không dám nghe phiền não của người khác, rồi hai người đó mà dồn lại cái mình trở thành ra một người phiền não từ đầu đến đuôi, thì không ai dám tới gần mình hết. Thưa đại chúng, cái điều này nó đúng, thì nó đúng ở phương diện nào? Ở cái phương diện là mình sống cho mình. Nói nôm na là mình sống theo cái hạnh tiểu thừa. Còn nếu mình sống theo tâm Bồ Tát thì chúng ta vận dụng cái đời sống của chúng ta vào với những người thân cận. Thôi bây giờ đừng mình đặt cái vấn đề đạo đồ quan bên đi, mình nói một cách rất gần gũi thiết thực thôi, giữa con người với con người. Bây giờ bạn mình có việc muốn tâm sự với mình, không lẽ mình nói chị ơi em xin lỗi, chị đi kiếm người khác để em phiền não dữ lắm. Không lẽ bây giờ mình nói như vậy với người bạn mình sao? Giữa con người với con người, giữa bạn bè mình cũng đâu có nở đâu. Thì mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình có sự tu tập thì cái lắng nghe đó mình có sự chuyển hóa. Ví dụ như mình là cái chỗ cho người ta trúc, mình chưa có giúp được gì cho họ hết, ít nhất giây phút đó mình cũng đã giúp cho họ trúc ra được những cái nỗi khổ của họ, mặc dù mình chưa có giúp được họ gì hết. Có một cái người đó để cái phone, khi mà ai reo tới là trước hết là cái vị đó, các cái người mà gọi đó sẽ nghe một vài câu trên phone: tôi cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu anh muốn khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm cho anh hết khóc, nhưng tôi xin cho anh mượn đôi vai để anh khóc. Nếu anh muốn nói điều khổ, tôi không bảo đảm tôi làm cho anh hết khổ, nhưng tôi xin nguyện làm người lắng nghe cho anh để anh trút những nỗi khổ. Họ nói mấy câu vậy xong rồi điện thoại nó mới reo, rồi người mới bắt lên. Thì thưa đại chúng, là bây giờ nếu như mà nói là phiền não đó, có người nào trong chúng ta ngồi đây mà dám nói là tôi không có phiền não không? Không có. Rồi bây giờ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình phiền não và mình không bao giờ mình muốn nghe ai hết, thì thôi đừng nói bạn bè, người thân của mình, con cái của mình, vợ chồng của mình cũng không nghe luôn. Tại thôi ông đừng nói tôi phiền não lắm, phiền não ông lo đi. Rồi giờ con nó bỏ học, nhà trường gọi về, bà vợ mới vừa định nói anh tôi muốn nói chuyện con, thôi bà đừng nói tôi phiền não lắm. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc sống này là nội cái chuyện gần trong gia đình thôi là biết bao nhiêu chuyện để lắng nghe nhau rồi. Thì nếu mà không lắng nghe nhau thì làm sao mình hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì làm sao có thể sống với nhau được lâu dài? Bây giờ mình khoan nói chuyện người dân nước lạ, nội cái người thân của mình trong nhà thôi nè. Rồi con mình nó đi học về nó bị ăn hiếp, nó nói má con có chuyện muốn nói với má, thằng bạn con nó ăn hiếp con đừng nói con, má phiền não lắm. Thì làm sao nó có cơ hội nó trút ra? Cho nên cái điều đó nói là mình phiền não rồi nhiều, rồi mình dồn dập những người khác đó, cái đó là
cũng đúng, nhưng mà ở cái phần là mình chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà mình, nếu mình nói cái sự thật hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta cần làm những người lắng nghe người khác. Và đôi lúc mình cũng muốn người khác lắng nghe mình nữa, khổ lắm. Bây giờ quý vị tưởng thầy tu không khổ à? Khổ không? Khổ lắm chứ. Mình là làm dâu có một họ à, mà mình còn rên. Ông thầy cũng làm dâu trăm họ. Tới giờ cả nhà đi ngủ hết rồi, mình then cửa đóng then cài, mình lên mình ngủ. Mà thấy má chồng ở đâu gọi cái là phải ngồi dậy. Chị chồng ở đâu gọi là phải ngồi dậy. Cho nên thật sự ra nếu mà muốn nghe nỗi khổ của người tu, nói không hết à. Em là một hầm chứa than đó. Mà tại em chưa tung than ra thôi. Anh chị đương nhiêu em gom vô lò em hết á. Cho nên là quý vị cứ yên tâm cái việc đó. Mình nghe mình cũng có cái cách chừng mực, chứ đâu phải là ấy đâu. Quý vị thấy những cái người mà làm ở trong social worker là mấy người psychologist, họ nghe người khác nhưng mà họ không tiêu hóa, không có đường tu tập. Còn mình là Phật tử có cách tu tập. Mình lắng nghe để rồi mình chuyển hóa những cái người khác. Làm sao mà mình khổ được? Cho nên mình nghe xong phiền não của người khác, mình giúp cho họ chuyển hóa, mà trong giây phút đó mình cũng chuyển hóa mình luôn. Tại vì nhiều khi á, mình tưởng mình là người duy nhất khổ, lâu nay mình giấu mình không nói. Tới hồi có bà bạn bà gọi, bà nói trời ơi tôi không ngờ tôi cũng có đồng minh, tôi cũng khổ giống chị, và tôi đã làm điều này để tôi giảm khổ. Mình chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong lúc mình giải khổ cho người, mà ngay lúc đó mình giải khổ cho mình. Quý vị biết là Pháp Hòa đã có rất nhiều lần như vậy. Có những người, người ta lên người tâm sự nỗi khổ, mà gặp lúc mình cũng đang khổ giống vậy đó, mà tại mình không có nói. Trời may quá bữa nay cái vị này lên, họ nói cái điều đó ra, rồi họ nhờ mình nói cho họ nghe. Chừng lúc đó cái bắt đầu mình ở đâu tệ giác ở đâu nó sanh lúc đó đó, là mình chia sẻ với họ, thì ngay lúc đó giúp cho mình thông. Và trời, nhiều khi mình nghe nhiều khổ đau của người khác á, mình lại thấy trời ơi may quá mình chọn đúng đường. Hồi nãy có anh Phật tử nè, anh gặp Pháp Hòa ở ngoài sân, anh nói trời ơi con ham đi tu lắm mà giờ con còn nhỏ quá. Nói tưởng nhỏ, tưởng đâu nhỏ vừa vừa. Sáng rồi hồi chiều này gặp ổng nói mấy tháng mới có 8 tháng. Pháp Hòa nói thôi em ơi từ từ, ông không phải chờ 8 tháng mà ông phải chờ tới 18 năm. Con lớn rồi mình mới được giải quyết chuyện đó chứ đâu phải giỡn. Hỏi mấy đứa, nó già ba đứa, nó chúc mừng nha. Hồi Pháp Hòa đi học cũng vậy, đi vô trường mà high school, mấy đứa bạn nó gặp, nó hỏi có coi tivi không? Dạ không. À, cuối tuần này đi chơi không? Dạ không. Tội nghiệp quá. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, you have no life. Rồi nó nói thêm câu nữa, I feel sorry for you. Tôi thấy tội anh quá. Tới hồi mà sau này nó lớp học chung lớp ra trường rồi, cưới vợ dẫn con lên chùa thăm Pháp Hòa, không đứa nào ngồi chơi với Pháp Hòa được 10 phút. Mới ngồi xuống, ba con đi tiểu. Vừa đứng dậy, ba con uống sữa. Pháp Hòa nói bây giờ ai tội chứ ai. Thành thử là tôi thấy anh vậy là tôi thấy đời tôi thông minh hơn. Cho nên quý vị cứ yên tâm chuyện đó. Quý vị thấy các vị Bồ Tát tại sao được gọi là đại sĩ? Vì tâm lượng của các ngài rất lớn, là vừa tu mà vừa độ người. Chứ cái chữ đại thừa với tiểu thừa ở đây á, là đại chúng đừng có lầm là mình muốn chê ai nha. Không có, mình không có chê ai hết á. Nhưng mà hễ mình ở trong cái trạng thái là mình chỉ biết lo cho mình thôi, không nghĩ ngợi gì tới người khác hết, thì cái đó được gọi là tiểu. Vậy thôi. Còn nếu mà mình vừa lo cho người mà giúp cho người trong cái khả năng của mình là gì?
trung, mà giang tay sang chút nữa để với cho người khác gọi là đại. Vậy thôi. Nếu mình không làm điều gì sai mà bị người vu oan rồi lan truyền sang cho những người xung quanh, để cho họ có những ý tưởng xấu và nguyền rủa mình, như vậy mình có bị những tư tưởng đó ảnh hưởng đến mình hay không? Con mong được thầy khai thị. Câu hỏi là nếu như mình bị oan, rồi người đó cứ lan truyền cái lỗi của mình ra cho người khác, rồi người khác tin theo cái điều đó rồi chửi rủa mình có bị ảnh hưởng gì không? Thưa đại chúng, là nếu như mình không làm cái gì sai là tự cái đức mình đã có, thì những lời nguyền rủa mà không căn cứ đó nó không có tác động tới mình. Tại vì sao? Tại vì đức trọng quỷ thần khinh. Cái đức mình nó lớn rồi là quỷ thần phải sợ. Cho nên cái quan trọng là mình sống đúng chứ đừng sợ người ta dư luận. Tại vì người ta dư thì giờ người ta mới ngồi người ta luận. Và người ta rảnh thì người ta ngồi ra người ta móc, cho nên mới trách, thì kêu là trách móc. Nhưng mà mình nói như vậy là không có nghĩa là mình sống mình không cần dư luận. Cái quan trọng là mình biết nghe dư luận. Cho nên có một lần Đức Phật đi trên đường á, ông thầy á đứng ở bên đường đi theo Phật, chửi Phật vô số chuyện. Người đệ tử thì khen ngợi Phật vô cùng, mà Phật vẫn không có lay động, Phật đi. Thì lúc đó về tới chùa thì Ngài A Nan mới hỏi là hồi nãy trên đường đi, hai người đó họ tác động tới Ngài, một người thì khen, một người thì chê, mà sao con không thấy Đức Thế Tôn phản ứng? Đức Phật mới nói, khi mà mình nghe người ta khen cũng khoan mừng, phải nhìn lại cái lời khen đó nó có đúng không. Nếu mà họ khen không đúng là họ hại mình. Còn nếu người ta chê mình cũng phải coi lại có họ có chê đúng không. Cho nên là Khổng Tử cũng nói đó, người chê mình là thầy mình, người khen mình mà đúng là bạn mình, còn mình dở mà người ta vẫn cứ khen mình là kẻ thù của mình. Cho nên cái người mà người ta khen, ví dụ bây giờ mình làm cái đó đẹp mà thật sự người ta khen đẹp, người đó là bạn mình. Còn mình muốn xấu ơi xấu, xấu cay xấu đắng vậy đó mà họ cứ khen mình, nó đưa mình lên tận mây xanh là người đó là kẻ thù. Tại sao? Vì họ cứ bêu cái ngã, cái cống cao ngã mạn của mình, là họ cứ cho mình đi trên mây trên gió không à. Mà bữa nào mà hết pin rồi á, phải không, là nó rớt. Cho nên người nào mà khen mình mà không đúng là người đó là kẻ thù. Đó là lời của Khổng Tử. Còn mình á, mà làm sai mà người đó chỉ cho mình cái sai, họ là thầy mình. Cho nên á, đừng có sợ người ta. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Đúng không thật là đúng, sai cũng chẳng thật là sai. Nhưng nếu mình lệch đi một hào thơ hào thôi, đi xa ngàn dặm. Sai một ly là đi một dặm. Còn người đó, tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Kệ cho người phỉ báng mình, mặc cho người khen chê mình, khe nói xấu tốt mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Những người đó họ đang làm cái việc là cầm cái đuốc đốt trời, tàn cái đuốc đó, những cái tàn nó rớt xuống cháy cái da họ thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Nếu mình có nghe như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa một cách không thể tưởng tượng được. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đường của mình đi. Cho nên Pháp Hòa có làm 4 câu thơ. Ngài về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Chỉ có mình mới biết mình chứ người khác đâu nói được. Thành thử ra khi mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Tại thường sai mới nói lời thật. Lúc mình bệnh á, ai là người chăm sóc sẵn sàng đến với mình,
Lúc mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Và không ai biết mình hơn là vừa tâm ý mình vừa khởi là mình biết mình. Cho nên á, oan ức cần biện bạch. Trong khi đó ta bồ ta gì đó, mười điều tâm niệm nói oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái điều đó không có nghĩa là cấm đừng nói gì, không phải. Nếu cái người đó họ là người có tâm ý muốn được hiểu câu chuyện, sau khi giải thích người ta lắng nghe nó có tình, có tiếc, có lý, có lẽ, tự họ thấu đáo giải oan, xóa hiểu lầm. Nhưng một người đã cố tình nói oan cho mình có nói gì cũng vô ích. Chứ cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói. Mình cứ giải bài xong, chuyện họ tin hay không đó là tùy. Mình không xong việc của mình rồi. Cho nên cái câu oan ức không cần biện bạch, đừng có hiểu lầm là nghĩa là mà, nhưng mà mình muốn nói cái sự oan ức đó lúc nào nói, phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Và mình phải điềm tĩnh khi mình nói điều đó. Còn không á, cái hiểu lầm này mới có một chút mà mình nói một hồi nó lớn hơn nữa, vì mình không biết cách trình bày cái oan đó. Cho nên nó cần phải có cái sự chánh niệm soi vào những cái hiểu lầm để chúng ta có thể giải quyết được khá hơn. Cái điều này á, nó có dính tới một câu hỏi ở đây nè. Nếu trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, không có sự hòa thuận, có nguy cơ dần đến sự đổ vỡ, xin thầy hướng dẫn giúp con để hóa giải nghiệp duyên. Thì cái vấn đề á, là cả hai có muốn giải quyết không? Tại vì cả hai muốn giải quyết thì cả hai mới ngồi lại, mới tìm ra được cái mấu chốt vì sao cái gia đình mình đi tới cái đổ vỡ. Một người muốn và một người không. Thí dụ như người kia nói anh có rảnh không, cuối tuần này mình ngồi lại để mình nói chuyện gia đình. Tôi không có gì để nói, tôi bận lắm. Bà muốn làm gì bà làm. Thì làm sao giải quyết được chuyện trong gia đình? Thế nào gọi là bà muốn làm gì bà làm? Thành thử ra hạnh phúc không phải là một vấn đề của một cá nhân, mà nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Ngay cả trong chùa cũng vậy, không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải hợp chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến. Tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung, nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái thấy, con mắt á. Nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à. Nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều, mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá. Không nên. Phải để cho họ nói. Họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe. Nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày. Mới uống có 7 ngày thấy hết rồi. Còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cái bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà
công đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy, một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra, họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang, nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nói nhiều quá còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không, thành thử ra làm sao? Bây giờ mình uống thuốc bổ nè, tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ, ta mình bổ vô trong đó, nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó, ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy, đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, hỏng chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào, trước khi bước vào là nhìn thấy, kế bên là bàn thờ Phật, như vậy có đúng không hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ, không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái học tủ, thí dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ lem một cái hình Phật, chúng ta treo ở một cái góc nào đó, để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi Chú Giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên, phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi, rồi mình xài riết cái chữ đó, nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện, mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo, tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho, rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho, họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi, lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên, mà cứ chưa gì hết cái nói tùy duyên là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó, thích, thôi tùy duyên đi, thôi để cô tới tôi tính. Không bao giờ cô tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nè, có những lúc mình tùy cái duyên đó nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn,
kiếm cách mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chung đó làm sao? Thì không, thành thử ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Phong và ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ, ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết, mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ, còn thắp nhang hay không thắp nhang đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó không quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải một là cúng trước mấy ngày, nếu mà rằm ngay ngày thứ 4, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhưng mà bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật Đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật ra mình biết là chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy. Thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy. Ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác, không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu? Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không, nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi,
Nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức, địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên ngài Huyền Trân, ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái xin lỗi, cái ngài Huyền, cô Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống, vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói này: đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai, thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên,
để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo. Và chúng ta bị cái chữ đạo đó, đó nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngày ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à. Rồi mình đủ chuyện vậy thôi. Chứ còn không có sao hết. Là tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta thích Phật mà sợ ma. Cho hôm nay mình nói một chút Phật với ma. Đa phần là chúng ta sợ ma mà chúng ta thích Phật. Mà thậm chí mà nếu chúng ta tới cầu Phật mà chúng ta nói bạch Thế Tôn, Nam Mô Di Đà Phật, xin chư Phật chứng minh cho con, cho con xin đau một giây chết một giờ. Mà nếu Phật mở mắt, Phật nói ok chắc mình chạy. Sở dĩ mình nằm im mình nhìn Phật là tại vì mình biết cái đó là cái tưởng. Có một chú tiểu đó, chú nghe một bà cụ tới cầu nguyện với chú, lén đứng gần sau tượng Phật chú nghe. Thì bà cụ mới nói dạ, con tu hành mấy mươi năm, con không cầu gì hết, chỉ cầu mong một ngày nào đó con đau một giây chết một giờ. Vừa nói xong thì chú tiểu đứng gần sau, chú tiểu thế Phật, chú nói được rồi, chuẩn bị đi liền. Cái bà nghe bà giật mình, bà nói dạ con quên, con chưa nấu cơm cho thằng Út, để con về con nấu cơm cho nó. Thưa đại chúng, mình nói vậy thôi chứ mình sợ dữ lắm. Mặc dù bình thường mình nói tôi không sợ chết, nhưng mà hôm nào bác sĩ đi bác sĩ, mà bác sĩ nói còn 3 tháng nữa bắt đầu khóc ròng. Thành thử ra chúng ta hiểu là một chuyện, nhưng mà chúng ta thực chứng là một chuyện nữa. Chúng ta cứ gọi Phật mà thậm chí chúng ta cũng chẳng biết Phật là gì. Chúng ta sợ ma mà chúng ta cũng chẳng biết ma là chi. Chỉ nghe tới nó ma phải sợ vậy thôi, chứ mình cũng chưa hề thấy con ma. Và thậm chí mình cứ dọa mấy đứa con nít, ông kẹ bắt đó con, mà tự ra mình cũng chưa biết ông kẹ ở đâu và ông kẹ ra làm sao, mà cứ dọa cho mấy đứa nhỏ vậy. Thả Phật tử chúng ta thôi, bây giờ tạm thời cất chữ ma đi, nói chữ Phật. Mình cứ nói Phật rồi, thậm chí đôi khi mình cũng chưa biết Phật là gì nữa. Mình chỉ nghĩ Phật là cái ông đó. Phật là cái ông ngồi xếp bằng trên tòa sen và ngồi im liền để cho mình xin xỏ. Và thưa đại chúng, khi mình quy y Phật thì mình phải hiểu Phật là gì. Chữ Phật là nói tắt, nguyên âm của chữ Phật là Buddha. Buddha không phải là tiếng Anh, Buddha là tiếng Phạn. Nhưng mà bởi vì phương Tây không có chữ này, cho nên chữ này bây giờ đã trở thành một cái chữ nằm trong từ điển là Buddha. Tiếng Phạn là Buddha. Và người Trung Hoa âm chữ Buddha là Phật Đà. Phật Đà nghĩa là người giác ngộ. Người giác nghĩa là người tỉnh. Mà muốn tỉnh thì phải có trí tuệ sáng suốt mới tỉnh được. Người có thật sự quán chiếu mới tỉnh được. Không, mà ví dụ mình bị người ta lường gạt, rồi mình đau khổ, mình tức tối triền miên ngày này qua ngày kia, mà người kia thì ôm tiền sống ở đâu rồi mình không biết. Rồi mình đấm ngực, mình than trời, mình trách đất, mình bực bội với người xung quanh. Đó là mình sống với mê. Một ngày nọ mình quán lại, mình thấy rằng người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Mình người ta đi rồi, người ta không trở lại. Mà mình ở đây mình buồn khổ cho chính bản thân mình, rồi mình làm khổ người xung quanh, là mình sống với mê. Một ngày đó mình quán chiếu thấy rõ rồi, tự nhiên bừng tỉnh.
bừng tỉnh gọi là giác, mà có quán chiếu thấy rõ mọi vấn đề gọi là trí, thế gọi là Phật. Như vậy Phật là gì? Phật là người giác. Mà lấy cái gì để giác? Dạ lấy cái lưng. Thấy ngộ ngộ giác kêu giác ngộ. Phật là giác, mà phải có trí mới có thể giác được. Còn ma là gì? Ma nói tắt, nói cho đủ là ma ra, cho nên không có ma vô. Ma ra tức là gì? Ma ra là sự dày vò, sự trầm luân, sự đau khổ triền miên, sự chấp trước không có thể giải tỏa là ma. Như hồi nãy qua nói vậy đó, khi mình mê lầm là ma, mà khi mình tỉnh ta Phật. Ngày hôm qua quý Phật tử chở Phó Hòa đi ngang một cái tiệm bán cơm chay ở dưới Santana, có một cái tiệm tên là Hoa Sen, kế bên tiệm đó là cây si, kế bên tiệm Hoa Sen là cây si. Thì quý vị mới nói thầy, ở đây có tiệm cây si với hoa sen, thầy muốn vô đâu? Phó Hòa mới nói, nếu mình không có si làm gì có sen, phải không? Vì cái câu chúng ta thường nói đó, khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Anh không mê chừng nào anh có tỉnh, giống như mình không ngủ thì làm sao có thức, phải không? Thành thử ra đó, khi mình có mê nhưng mà đừng có lo sợ, đừng có khổ hải, mê mà có tuệ, có trí thì có ngày tỉnh. Bệnh mà chịu khó uống thuốc thì có ngày hết bệnh. Bệnh mà ngồi khóc than buồn khổ, thôi chết, không uống thuốc. Uống thuốc cũng chết, không uống cũng chết, chịu khó uống chết lâu lâu. À, mình thế nào rồi cũng chết. Nhưng mà nếu biết bệnh mà chịu khó uống thuốc thì chết nó nhẹ nhẹ một chút. Cũng giống như mình mê vậy đó. Cũng giống như mình nói khổ nhưng mà có Phật Pháp thì khổ chút chút thôi. Hay là nói cách khác là buồn mà không khổ. Ví dụ như người ta chọc mình giận, giận không? Bình thường phàm phu mà chọc thì phải giận chứ, người ta chê phải buồn chứ. Nhưng mà hồi xưa buồn xong rồi chấp, rồi mê lầm, nhưng mà giờ buồn mà không khổ, biết rồi. Ô chà, mới vừa nhắc, tự nhắc chứ mình, người ta chê mình buồn nhưng mà mình hiểu rồi, tại không hợp thì người ta chê, hợp thì người ta khen. Có người chê nhưng mà có người khác khen, cho nên không có khổ. Cho nên cái khi mình mê thì gọi là ma, khi mình tỉnh thì gọi là Phật. Mà thế nào là tỉnh? Tỉnh là phải có quán. Và quán gì? Trí thì nó nhiều loại lắm, giờ Pháp Hòa nói hai thứ thôi. Một á, gọi là nhất thiết trí. Sao gọi là nhất thiết trí? Nếu nói theo khoa học bây giờ đó, là người ta gọi là bản thể luận. Tức là những khoa học gia bây giờ người ta đang nghiên cứu, và người ta thấy rõ rằng tất cả mọi sự việc sở dĩ nó có là do cái không mà có. Bây giờ khoa học mới phát hiện được cái đó. Nhưng mà Đạo Phật đã nói cái này từ hơn 2000 năm trước. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, nó là không. Bản thể sự, bản chất của nó là không. Nhưng mà nhờ những cái không mà nó gom lại là có. Nhưng mà cái có này là có luôn hay là có tạm? Có tạm. Cái tướng thì có, mà cái thể thì không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Bây giờ quý vị nhìn cái thân mình là cái tướng không? Mình nói tướng này là có. Nhưng mà thực chất thân này là có hay không? Không. Nếu mà có là đốt nó không cháy. Nếu mà có thì nó gãy hoài, nó không đổi. Như vậy thì cái tướng thì có, mà bản chất là không. Bây giờ Pháp Hòa thưa cái này thật một chút, nhắc là cái chuyện buồn một chút thôi.
cái chùa của chúng ta ở đây khánh thành hồi năm nào? Quý vị có nhớ khi khánh thành xong không bao lâu sau nó xảy ra cái trận cháy không? Đó, đó là để cho chúng ta quán chiếu tướng thì có mà thể thì không. Lửa tới một cái thì nó làm sao? Hết. Bây giờ quý vị coi tivi, quý vị nhìn tướng có không? Có. Hoàng hậu, ông vua, thái tử, công chúa, lầu đài đền cát, nhìn trong tivi có hết. Nhưng mà có cái gì ở trong đó mình lấy ra mình xài được không? Không. Tắt một cái nó đi vô hết trơn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa, cái cô đó trong đó cũng ngồi cũng khóc. Khi mà cổ khóc thì mình thấy cổ khóc cổ chảy nước mắt thiệt. Tướng khóc có à, nhưng mà cái thực chất buồn để cổ khóc có không? Không có. Tại đạo diễn biểu, đạo diễn biểu tới đó phải khóc, mà không khóc sức miếng dầu cho nó khóc. Hồi nhỏ Pháp Hòa chơi với mấy đứa bạn trong trường, trong xóm á. Quý vị biết cái trái mồng tơi không? Hốt một nắm bỏ một miệng đóng cả lương mà. Tao đánh cho mày chết tán một cái bóp, cái mình cắn cái bụp cái trái bồng tơi nó chảy ra này. Cái đó gọi là gì? Chảy máu. Tướng máu thì có, mà cái thể máu là thiệt không? Không. Vậy thì cái người trí là họ có được một loại trí đầu gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả. Mà biết cái gì? Biết tất cả chỉ là không. Cái không này là không phải là không có gì hết, mà nó có nhưng mà tạm có, nhưng mà bản chất của nó thật sự là không. Cho nên người ta nói tướng thì có, thể thì không. Bây giờ Pháp Hòa nói cái hoa này quý vị gọi là hoa li li, nhưng mà thực chất mà nói nó chẳng có cái gì li li hết. Nó cũng chẳng tự xưng là I am li li. Nó không hề đặt nó là tên gì hết. Mình tự đặt cho nó một cái tên khi nó có cái tướng dáng như thế này. Rồi bây giờ á, mình khi nó tụ cái tướng vậy, bây giờ lấy cái tay kéo từng cánh ra thì nó không còn cái tướng li li nữa. Hiểu như vậy thì cái tâm mình nó vượt những cái chấp. Khi hiểu như vậy á, khi mình chấp tướng thì là ma, hiểu được bản thể là Phật. Bây giờ quý vị cứ thử nghĩ hàng ngày coi, mình mà không khéo tu, không khéo lấy trí Phật mà chúng ta quán là chúng ta ma triền miên, chứ không phải ban đêm đâu có ma. Ban ngày mà không tỉnh cũng ma như thường, vì mình không thấy được cái bản thể của tất cả mọi sự vật. Thí dụ người ta đây, ta chửi mình tiếng, tại vì mình còn có cái lỗ tai thính để nghe, còn có cái phân biệt, cho nên mình nghe cái tiếng đó cái mình buồn. Mà hãy buồn là mình mê là má. Bây giờ mình tỉnh ra mình nói trời ơi, tại vì mình còn nghe, rồi mình còn phân biệt, rồi mình là người Việt cho nên mình biết cái chữ đó con quỷ, cho nên mình buồn. Nhưng bây giờ tới anh Mỹ đi, cho dù ảnh thính, cho dù ảnh nghe hết, mình kêu thằng quỷ nó cũng nói what you want. Bây giờ nó đâu có hiểu, mà nó không hiểu, nó không có phân biệt được, cái nó dở cái nó cũng vui như thường. Vậy thì cái anh Mỹ đó với mình cũng nghe tiếng thằng quỷ mà ảnh cũng vui, mà mình lại buồn là tại vì mình nghĩ cái tiếng đó người ta chửi mình. Nhưng mà biết vậy đó nha, mà bữa nào mà vui mà người ta mắng yêu á, đồ quỷ khoái. Vậy tại sao cũng một tiếng quỷ đó mà bữa nào mà mình vui vẻ thì người ta kêu đồ quỷ, cái là mân mê. Mà ta kêu mà bữa nào mình bực bội mà kêu quỷ cái ê muốn gì. Vậy thì quý vị thấy không, mê mình có những lúc mình bình thường thì tại sao mình cũng là một tiếng quỷ mà không, lúc đó không giận. Rõ ràng lúc đó mình biết cái tiếng này là chửi vui mắng yêu cho nên mình không buồn.
thì tại sao mình không tập vậy đi? Dù người ta kêu con quỷ mình không quỷ gì thôi, ta kêu mình ma mình không ma thôi, mà ta kêu mình con gì cũng không đúng hết á, miễn mình là con người là được rồi. Hiểu được vậy gọi là hiểu được bản thể, đừng có chấp cái tướng cái tên để rồi chúng ta khổ. Cái đó gọi là có cái trí để quán, để chúng ta bừng tỉnh cơn mê. Mà hễ mê thì là ma, mà tỉnh thì là Phật. Bây giờ quý vị hiểu được cái đó đó, hiểu được cái đó rồi đó, thì mình mới thấy rằng ma là gì. Khi nó ngăn ngại mình, nó không làm cho mình tỉnh táo để mình đi lên là ma hết. Ma nhiều lắm. Nó có nội ma, nó có ngoại ma, nó có thuận ma, nó có nghịch ma, nó đủ kiểu ma hết. Mà nó có một cái mà chúng ta khoái vô cùng là ma ma, mì ma ma. Mì gì cũng mà ngon mà mì ma ma hết. Vậy mà một chữ ma thì sợ, mà hai chữ mì ma ma khoái lắm. Ăn dài cũng ngon. Chữ ma đó được dịch nghĩa là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái mạng trí tuệ của chúng ta. Thôi vào ví dụ đi, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, mỗi ngày nếu mà chúng ta đi tìm hiểu coi ai khen mình, ai chê mình là mình bận rộn dữ lắm. Tại vì ngày nào mà không có người khen người chê. Mà mình quên một điều là trăm người bán thì vạn người mua. Tiệm này người này thích, tiệm kia người kia thích, cho nên tiệm cứ mở ào ào. Lo làm chi? Mà người ta chẳng lo, cho nên người ta tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa. Có sao đâu. Cho nên mình hiểu được như vậy. Hiểu được như vậy gọi là trí, được bản thể của mọi sự mọi việc. Có. Nếu mà chúng ta hiểu á, nếu chúng ta hiểu cho cùng tận là thí dụ như mình hiểu thứ tự là cái có này rồi không. Còn nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc, đương lúc nó có đây thì nó cũng đã là không rồi. Hồi có một hôm á, có một cái chú này, chú đến chú thăm Pháp Hòa mà chú khổ dữ lắm. Tại vì người vợ của chú không còn sống chung với chú, chú khổ cùng cực. Thì Pháp Hòa mới nói với chú á, chú buồn cái gì? Chú nói là tại vì mỗi lần á, con tới cái chỗ đó thì con thấy hình ảnh vợ con và cái người đó con khổ. Thì Pháp Hòa mới nói với chú là chú cứ sống với hiện tượng mà chú không sống với bản thể. Cái hình tướng nó mất tiêu rồi, không còn nữa. Nhưng mà mình đem cái hình đó mình gắn vô. Rồi cái bao nhiêu cái tưởng đó, nó sanh về rồi mình khổ. Cho nên mình phải hiểu á, nắng mưa là chuyện của trời. Còn tỉnh ra thì sẽ một đời an vui. Không lẽ bữa nào trời nắng, trời ơi sao nắng quá. Nếu mà muốn trách á, ngày nào cũng có chuyện để trách. Tại vì mình không bao giờ thích nắng và chịu mưa. Bữa nào nắng quá mình cũng than, mà mưa quá mình cũng chê. Vậy thì bây giờ mình sống sao đây? Mà cho tối ngày cứ buồn nắng, sầu mưa thì sao? Ngày xưa mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đờ, chợ mình cứ khổ hoài. Còn nếu mà mình thấy rằng trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mưa thì cứ mưa, nhưng mà mình có dù. Nắng thì cứ nắng, mà mình có cái đồ che. Đồ che hay là cái dù đó là gì? Đó là giáo pháp. Mình mà có phương pháp là, mình mà có Phật pháp là sẽ có phương pháp.
Sở dĩ con người khổ là tại vì mặt bây giờ quý vị thấy không, ngày nào mà không mình không suy nghĩ có cái cách nào để giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống, từ tiền bạc, tình cảm, con cái, đủ thứ chuyện phải giải quyết hết. Mà nếu chúng ta không có Phật pháp thì chúng ta chẳng có phương pháp gì hết, vì phương pháp nào cũng là phương pháp gây khổ cho người. Cho nên á, quý vị kiểm lại, ở trong chùa nó cũng có cái chuyện để giải quyết ở trong chùa. Nào là bổn đạo Phật tử, nào là chúng ở trong chùa, nào là chuyện bếp núc, nào chuyện kinh kể, đủ thứ chuyện để giải quyết theo cái cách sống trong chùa. Rỡ ngoài đời mình cũng có chuyện để giải quyết mỗi ngày không? Có. Lâu lâu cái ngủ ấy, bà vợ bác Thiều bữa nay anh có hay gì không? Thằng con mình bữa nay nó biết hút thuốc rồi đó. Anh có biến gì chưa? Rồi là ổng với Thiều là ổng nói bà hay gì chưa? Tôi thấy nó có bồ rồi đó. Đó, rồi cái mai sáng ngủ dậy rồi cái bà ngoại bắt ra bà nói tụi bay có hay gì chưa? Nó dẫn bồ đêm hôm á, nó thức nó nói chuyện tới khuya đó, tao đi uống nước tao nghe nó nói chuyện đó. Thành thứ ra nội ngoại cha mẹ ai cũng có chuyện để giải quyết. Nhưng mà nếu như á mà mình rầu á mà nó cũng khổ một cái, mà hễ con nào á mà nó lớn rồi nó không có bồ cái mình rầu, mà hễ mà nó có bồ cái mình cũng lo, mà không biết mình muốn gì. Có một thằng con trai á, mày không có được nghe lời vợ cái mày. Nhưng mà hễ có đứa con gái nữa, tại sao mày nghe lời chồng? Ở xứ này lấy đi first mà. Thì mình cũng chẳng biết mình muốn cái gì. Thành thử ra tối ngày mình mới sống với cái ma nhiều của mình sống với Phật. Còn mình mà sống với Phật là mình phải hiểu, trời mưa lâm râm, cây trăm thì có trái, con gái thì có chồng, đàn ông thì có vợ, đàn bà thì có con, mắc gì nói. Người ta thương người ta nói vậy, người ta khác không thương người ta nói khác. Nếu mà mình hiểu một chút, mình giảm khổ một chút. Mình hiểu nhiều, mình giảm khổ nhiều. Còn mình không hiểu gì hết, khổ triền miên khói lửa. Cho nên Phật ma không ở đâu xa, Phật ma ở trong mình mỗi ngày, và chúng ta cứ phấn đấu với nó. Nhưng mình tu Phật để làm gì? Để mình sống với cái bản chất của giác, của trí, để làm cho ma nó lui. Cho nên cái vị tỳ kheo đó, khi mà đi tu rồi thọ tỳ kheo giới đó, thì chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Trong đó có một cái nghĩa là bố ma. Bố ma đây không có nghĩa là thầy đó tối nào cũng cầm cây đi vòng vòng chùa coi con ma nào để thầy bố nó. Mà bố ma đây nghĩa là làm cho con ma phiền não nó đừng có sanh khởi. Mình tu tu vậy chứ ma phiền não nó cũng lấn át mình hoài chứ gì đâu. Nội cái chuyện là mình mở hộp cháo ra mình mới hút được mấy muỗng, mà thay sao cháo mình nó lỏng mà cháo bà kia bà đặc quá mình cũng thôi. Cũng phiền phiền rồi đó nha. Không nói rồi đó. Vậy mà mình thấy sao bà múc ra tàu hũ nhiều hơn mình rồi mình cũng phiền rồi đó nha. Rồi mình ăn xong rồi mình phiền cái vụ mà cháo loãng mà không đậu hũ, rồi mà ngó qua bả cháo đặc mà thêm giò chả quẩy mình còn bực nữa. Ở đâu mà có giò chả quẩy đó, bạn tôi làm trong bếp cho. Chà, phè phái dữ nghe. Mình muốn có phiền não hà râm. Còn nếu mà mình muốn có an vui không? Cũng có. À thôi mình cũng đâu có đến nỗi đói. Bà bạn mình bà đói hơn, bà có ăn no cũng tốt. Hồi nãy mình tới đây là mình giành cái ghế đầu này rồi đó. Máng cái áo để cái bóp rồi đó. Đi xuống lấy ly nước nè. Ai dời cái áo mất tiêu. Tôi biết là tôi ngồi đây là tôi ngó ông thầy dễ nhất rồi. Dời mất. Nghe pháp thì cũng nghe chứ ngó coi ai dời. Thiều cái bà nó dời áo của má nó con.
Để ra mình mới thấy là nếu có phiền não, mình muốn có phiền não, ngày nào cũng có phiền não. Lên tụng kinh cũng có phiền não. Trời ơi, ông thầy tụng dở hoài, cứ tụng hoài. Cái bà đó, bà tụng kinh không bao giờ theo cái mỏ mà bà lớn tiếng nhất trong đám. Tụng kinh cũng có phiền não. Thường ngày tụng kinh có 20 phút à. Bữa nay tụng pháp qua cái phẩm nó hơi dài, thầy trụ trì muốn hết phẩm này đi, thành thử mình ngồi mình cứ lật hoài cái chừng nào hết. Tụng kinh mà cứ lật hoài chừng nào hết cũng là phiền não. Vì chữ phiền não là gì? Phiền não là khi mình không hài lòng, hay là khi mình có một cái gì nó làm phiền nhiễu cái tâm bình thường của mình thì là phiền não đó. Nếu trong lòng mình vướng bận một người nào cũng là một dạng phiền não, nhưng phiền não êm ái. Thí dụ mình thương người đó, mình nhớ người đó, mình viết tên người đó, buồn quá viết tên người đó, viết hết trang này tới trang kia, viết để mà nhớ cái người đó. Nhưng mà bữa nào không còn thương, gạch mà phải nghiến răng chút nữa, chết đầu chết phút cho rồi. Giờ hồi trước á, khi mà cũng cái tên người đó đó mà mình nắng ngót vậy lắm, tên sao mà đẹp quá. Mà khi mình không thương nữa, mình cầm cái bút chết đi. Cho nên Phật với ma nó ở đâu? Mê là ma và tỉnh là Phật. Rồi khi mà mình quán chiếu sâu sắc nữa đó, là mình sẽ thấy rằng khi đi tức là mình đã về, khi buồn tức là mình đã tới ngày hết buồn mà tới khổ. Pháp Hòa ví dụ ha. Thí dụ Pháp Hòa bước lên đây Hòa ngồi, gọi là bắt đầu buổi nói chuyện. Nhưng mà nếu với cái nhìn sâu sắc thì khi bắt đầu nói chuyện là cũng đang đi tới cái giờ hết. Cho nên khi mình mới sinh ra thì gọi là mới sinh, chứ thật ra đó, mới sinh ra thì cũng đồng nghĩa với chết. Tại vì một ngày mình sống tức là mình đi dần tới cái đó. Cho nên có một vị thi sĩ mới nói đó, chết phôi pha từ lúc mới sinh ra, nào có phải đến nắm mồ rồi mới chết. Đâu có phải đợi tới nắm mồ rồi mới chết, mà chết phôi pha từ lúc mới sinh ra. Cho nên cái ngày mình buồn á, cái ngày mà mình buồn á, hết ngày rồi mình nói đây là ngày buồn thứ hai, nhưng mà thiệt sự là nó đang đi dần tới chỗ vui. Một cái hạt giống mình gieo xuống, mình nói mình mới gieo, nhưng mà thật sự ra nó đang đi dần tới cái chỗ lớn. Mình nuôi đứa con đó, nó đi dần tới cái chỗ, nhưng mà hãy nó đi dần tới chỗ lớn thì cũng có nghĩa là nó đang trở về với cái già. Thậm chí mình thấy nó trẻ trẻ và chừng 20 tuổi mà nó chưa biết làm ăn, mình nói sao già cái đầu rồi, nghe không? Có nghĩa là mình cũng chấp nhận nó già rồi đó. Cho nên thưa đại chúng, trong nhà Phật, chữ Phật nghĩa là tỉnh giác. Thế thì chúng ta lại Phật không phải là chúng ta lại cái tượng Phật, hay là chúng ta quy y Phật không phải là chúng ta quy y tượng Phật. Quy y Phật nghĩa là chúng ta quay về và nhận ra rằng ở nơi mình có cái tỉnh giác sống như Phật. Phật con người giống mình, nhưng mà ở nơi Phật, Phật đã thấy rõ cái bản chất của khổ, cho nên Phật tìm con đường để thấy rõ nó và sinh vui. Cũng giống như chúng ta vậy đó. Coi cải lương lúc chưa hiểu ngồi khóc, hiểu ra rồi bình thường, nó đóng tuồng mà. Chứ đâu phải là ở trong tuồng cải lương nó hát vậy, mà thật là như vậy. Cho nên tất cả những người nghệ sĩ trong đó, họ chỉ đóng tuồng thôi. Cũng giống như mình, mỗi ngày mình cũng làm bao nhiêu người vậy đó. Có lúc mình làm mẹ, có lúc mình làm ba, có lúc mình làm chị, làm em. Rồi cuối cùng cái sân khấu cuộc đời của chúng ta nó chấm dứt.
Và chúng ta thấy rõ rằng suốt cuộc đời chúng ta đã đóng quá nhiều vậy. Có một lần Pháp Hòa đang dọn bếp thì có mấy Phật tử ở xa tới, tới thăm chùa, ở chùa mấy ngày. Nói trời ơi, hồi nào giờ con nghĩ thầy đi giảng ha, thầy được Phật tử thương lo đủ thứ hết, con đâu ngờ thầy ở chùa thầy cực dữ vậy, mặc cái tập về vô rửa nồi rửa chén làm đủ chuyện hết. Nó dạ đúng rồi, trên pháp tòa ta là tất cả, dưới pháp tòa ta là một con sen. Sen cũng được. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện ở South Carolina, ý nghĩa hoa sen. Mỗi người chúng ta phải học làm sen, kiểu nào sống cũng được hết. Ngó sen cũng được, củ sen cũng được, lá sen cũng được, gương sen cũng được, hạt sen cũng được, tim sen cũng được, cây sen không có gì bỏ hết. Quý vị nhìn kỹ cây sen không bỏ cái gì, cây sen hữu dụng vô cùng. Cho nên trong 8 cái đức của sen có một cái gọi là bồng thực. Bồng thực nghĩa là cây sen có thể dùng cho tất cả mọi thứ. Rồi Pháp Hòa nói xong rồi nói bông sen ha, bông sen làm trà, tim sen uống trị mất ngủ, hạt sen nấu chè, củ sen hầm uống nước, ngó sen làm gỏi, lá sen gói cơm gói nếp làm điểm sắm. Và cuối cùng làm được tất cả các món đó nhờ con sen. Cho nên có ai gọi mình ê sen phải mừng đó. Đừng có nghĩ người ta hạ thấp mình, mà người ta đang đưa mình lên cao sắp bằng Phật. Bởi vì Phật ngồi bóng sen, mà Phật ngồi bóng sen mà mình là sen thì là gần Phật quá rồi.